Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách lắp đặt của con, đây là cái mẫu OWLEYE A360Y4 nhá, lắp đặt cho cái dòng Cerato từ đời 2016 đến 2018. Để đầu tiên mình sẽ cáo chân này ra này, cáo chân sắt vào ra, xong rồi nắp vào cái chân cài phụ nhé. Đi khi mà anh em mua thì nó sẽ có một đôi này kèm theo, bên mình sẽ tặng kèm theo. Đây mình sẽ lắp cái chiều này xuống này, ấn vào đây này, xong mình sẽ lấy cái keo 502 đấy, 502 mình dán vào đây, dán chặt vào đây là tí là xong. Đây dán một tí khô xong rồi, xong mình sẽ gài em vào trước đây, ấn cái này chiều, quay chiều này vào nhé, quay chiều này vào này, đấy, quay chiều giá này vào nhé, bên trong gài vào chặt xong, xong mình sẽ lắp cái bóng nguyên zin vào đây là xong rồi. Đấy anh em lưu ý là mình đây mình lắp chặt này nhé, đây cái này đổ keo chặt vào, dán chặt keo vào, xong rồi mình sẽ lắp cái chiều này vào. Đây. Dùng cái keo 502 dán, đẩy cái chiều vào trong nhé, bạn chặt trong lúc lắp vào nguyên zin là xong. Đấy thế thôi.